Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì ô tô 360 chúng tôi lại mới về một chiếc xe ở cái phân khúc SUV 5 chỗ ngồi đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản, đó chính là chiếc xe Honda CR-V. Thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phiên bản Honda CR-V bản TG 2.4 TG số tự động quý vị và các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ các option. Và đây là chiếc xe này là chủ xe cũng đã lắp thêm cảm biến áp suất lốp quý vị các bạn nhé. Đấy, cảm biến áp suất lốp và chủ xe đã lắp thêm. Đấy, rồi tất cả đã được, xe cũng đã được trang bị đầy đủ các option từ khóa thông minh, đè nổ, start top cho đến bậc cửa này, bệ bước chân, đuôi gió thể thao. Đấy, đèn pha bi xenon, đèn gầm, là răng đúc đầy đủ hết cả rồi quý vị bạn nhé. Chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và mới lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi. Và chiếc xe này là màu xám, màu nâu xám titan quý vị bạn nhé. Đèn pha bi xenon rất là mới, rất là đẹp đây quý vị bạn này. Nhìn về cái phần đằng trước thì là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn nguyên bản hết ạ. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Thân vỏ chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, chứ còn rất là mới. Và đây là cái phần nội thất của xe quý bạn nhé. Nội thất màu đen với ghế da cao cấp. Đấy, ghế bên phụ đây ạ, ghế bên phụ cũng rất là mới, rất là đẹp. Từ nội thất này, đấy, xe cũng đã được trang bị đầy đủ cửa nóc này. Cửa nóc này trần nỉ rất là mới, rất là đẹp. Táp lô đều đẹp hết quý vị các bạn ạ. Da nguyên bản này. Đấy, đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên phụ cũng còn rất là mới. Chúng tôi cam kết là keo chỉ còn nguyên bản ạ. Đấy, nội thất da, loa súp gầm mà chủ xe đã lắp thêm đấy ạ. Đây là cái súp gầm da cao cấp nguyên bản. Đây là cái phần nỉ trần rất là sạch sẽ, rất là đẹp rồi quý vị bạn nhé. Và cái nội thất da ghế phía sau rất là mới rồi. Đấy. Và đây là cái phần cốp sau, cánh cửa sau đấy ạ. Đấy, cốp sau đây. Xe cũng đã được trang bị đuôi gió thể thao phiên bản CR-V. Cốp sau đây ạ, cốp sau rất là đẹp. Đẹp từ những cái phần nhựa cho đến những cái phần nỉ trần, đều rất là mới, rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp rồi, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm, chỉ việc lấy về đổ xăng và chạy thôi. Keo chỉ của cốp sau đến ốc cốp sau cũng còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cũng cam kết là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì từ cái cốp sau này. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Lốp sơ cua còn rất là mới, chưa sử dụng đến cơ. Phiên bản 5 chỗ ngồi, cái cốp sau rất là rộng. Và đây là cái phần nội thất phía sau. Đấy, nội thất phía sau mở cửa từ cánh cửa sau bên lái quý vị bạn nhé. Táp bi cửa sau bên lái cũng còn rất là mới, rất là đẹp. Nội thất da đẹp luôn. Phiên bản này chủ xe cũng đã dán bậc cửa có đèn, đèn bậc cửa đấy ạ. Đấy, nội thất này, trần này rất là mới, rất là sạch luôn. Đây là cái táp bi cửa trước bên lái đây quý vị các bạn nhé. Táp bi cửa trước bên lái, keo chỉ cũng còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, rất là đẹp, từ những con ốc này còn nguyên hết. Và bậc cửa, đèn bậc cửa này, đây là đèn bậc cửa sáng, mở cửa là cái đèn bậc cửa này nó sáng. Và ghế da, ghế chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện, cửa nóc. Đấy, khóa thông minh, đè nổ, start top. Đây là cái khóa thông minh này, tôi bấm tay để tôi bấm điện lên cho quý vị bạn cùng xem. Đây là cái đồng hồ công tơ mét đây ạ. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe này chạy chuẩn 7 vạn 6 km rồi quý vị bạn nhé. Màn hình Android tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, sang số thể thao trên vô lăng và cruise control. Phiên bản TG này thì đầy đủ rồi. Phiên bản TG là phiên bản cao cấp nhất, đầy đủ đồ nhất quý vị bạn nhé. Đấy, lịch sử bảo hành bảo dưỡng của hãng toàn làm ở trong hãng đây này. Đấy, làm việc chủ xe toàn bảo dưỡng ở tại Honda quý vị bạn nhé. Bảo dưỡng định kỳ Honda. Đấy, rất là khớp. Ghế lái chỉnh điện,
Tem của nhà sản xuất đây quý vị bạn, là chiếc xe này được sản xuất năm 2016 và là cái phiên bản 2.4 quý vị các bạn nhé. Và đây là cái phần động cơ của chiếc xe ạ. Ốc cabo còn nguyên bản này, keo chỉ cabo còn nguyên bản. Keo chỉ cabo còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, cho nên còn nguyên bản và còn rất là đẹp này. Đẹp từng con ốc, còn zin từ ốc cabo cho đến ốc xương đầu, rồi đến những cái ốc chân máy. Và Honda cũng đã trang bị cho phiên bản CR-V 2016 này là một cái khối động cơ iVTEC 2.4 lít với ốc chân máy còn nguyên và ốc mặt máy cũng còn nguyên bản. Chúng tôi cam kết về cái động cơ này còn nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán tại cửa hàng chúng tôi với giá là 755 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp, quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V phiên bản TG 2.4 TG 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883, chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ. Và nếu như quý vị và các bạn sắp xếp thời gian, chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn đến cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.